Khủng long, những sinh vật khổng lồ từng thống trị trái đất hàng triệu năm trước, luôn có sức hút kỳ lạ đối với các khán giả đại chúng. Nhận thức rõ được điều đó, Toei đã một lần nữa đưa motif này vào Super Sentai series. Khủng long kết hợp với con người để bảo vệ trái đất khỏi sự tuyệt chủng. Chiến đội dũng cảm nhất lịch sử, những cường long giả Kyoruger đã được khai sinh. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm phát sóng bộ phim, hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu Juden Sentai Kyoruger nhé. Như thường lệ, hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin cơ bản của series này. Juden Sentai Kyoruger hay Chiến đội thú điện Kyoruger là series thứ 37 của loạt phim Super Sentai, nối tiếp Tokumei Sentai Gobuster, được phát sóng trên TV Asahi từ ngày 17 tháng 2 năm 2013, song song với Kamen Rider Wizard và Kamen Rider Gain trong giờ phim Superhero Time. Phim được thuyết minh và phát hành tại Việt Nam vào năm 2016 bởi hãng phim Phương Nam với tên gọi là Chiến đội Điện Long Kyoruger, được phát sóng trên kênh truyền hình thiếu nhi Sao TV. Đây cũng là series Super Sentai đầu tiên không được Phương Nam Phim phát hành dưới dạng đĩa VCD và DVD. Giờ chúng ta bước vào tìm hiểu và đánh giá cốt truyện của phim nhé. Vào năm 2013, quân đoàn Deboth được giải thoát khỏi nhà tù ở Nam Cực. Bách diện thần quan Chaos cùng với những cận thần của mình tạo ra các Debo Monster với mục tiêu mới là thu thập những cảm xúc của con người nhằm hồi sinh hoàn toàn Deboth, một lần nữa đưa trái đất vào nạn tuyệt chủng. Tuy nhiên, không may cho chúng, hiền thần Thorin đã kịp thời chiêu mộ nhóm chiến binh thế hệ mới nhằm ngăn chặn âm mưu này. Những cường long giả, hay ngắn gọn là Kyoruger. Từ đây, hành trình bảo vệ thế giới của các Kyoruger chính thức được bắt đầu. Xét về cốt truyện, cá nhân mình đánh giá đây là một series khá thú vị và lôi cuốn. Về mặt ý tưởng, tuy các chủ đề trong phim không phải mới nhưng chúng được kết hợp khá hài hòa và duyên dáng. Khủng long, âm nhạc, lòng dũng cảm, nghe tưởng chừng không liên quan đến nhau nhưng khi kết hợp lại trở thành Juden Sentai Kyoruger. Chúng ta được đưa vào một thế giới vui tươi, đầy màu sắc nhưng lại không kém phần cuồng loạn, dữ dội, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những câu chuyện xoay quanh các nhân vật chính là một điểm sáng không thể không nhắc đến khi chúng góp phần tạo ra sức hút vô cùng lớn cho bộ phim. Phim được đẩy cao trào ngay từ những tập đầu tiên khi các Kyoruger lần lượt phải đối mặt với các Debo Monster gây ra sự tuyệt chủng của loài khủng long. Kế tiếp là hành trình thu thập hóa thạch của các Guardian Juden Ryu, vệ thú điện long để hồi sinh Juden Ryu Bragigas. Các nút thắt được cài cắm vô cùng khéo léo trong suốt diễn biến phim, bí ẩn nối tiếp bí ẩn, gợi sự tò mò khiến người xem phải hóng hàng tuần khi phim còn đang phát sóng. Tuy nhiên, chính điều này cũng vô tình tạo nên điểm yếu của series. Do cao trào được đẩy lên khá sớm và liên tục ngay từ những phút đầu, mạch sau của phim có hơi đuối. Nhiều tình tiết có phần gượng ép, nhiều vấn đề chưa được giải quyết một cách thỏa đáng. Cá nhân mình thấy nếu phim bố trí các tập filler và cao trào hợp lý hơn thì nội dung tổng thể của cả phim sẽ hay hơn rất nhiều. Dù vậy, các tập filler không hề thừa thãi, mà trái lại được làm tương đối chỉnh chu và giúp người xem thấy được sự trưởng thành rõ rệt của các nhân vật qua từng tập phim. Tựu chung lại, nội dung của phim không quá xuất sắc, không quá ấn tượng, nhưng đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng chính nhắm đến là trẻ em. Đây cũng là bộ Super Sentai đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại có các tập series và movie được viết hoàn toàn bởi một biên kịch là bác Riku Sanjo. Điều này tạo nên được sự nhất quán và trọn vẹn cho toàn bộ mạch truyện. Để nhận xét về dàn nhân vật, yếu tố cốt lõi để làm nên thành công của bộ phim, mình sẽ tóm gọn trong cụm từ điển hình phá cách, tuy quen mà lạ. Khi theo dõi các chiến binh trong hành trình của họ, chúng ta sẽ luôn có cảm giác quen thuộc như là mình đã thấy hình ảnh này ở đâu đó trong các series chiến đội tiền nhiệm rồi. Tuy nhiên, các Kyoruger lại có những nét riêng biệt nổi bật khiến hình ảnh nhân vật trở nên vô cùng đáng nhớ. Vì số lượng nhân vật khá hùng hậu và thời lượng clip có hạn, chúng mình chỉ phân tích chủ yếu các nhân vật đã gắn bó với người xem từ đầu tới cuối phim thôi nhé. Đầu tiên, nổi bật nhất cả phim, nhà dũng giả Kyoruret Kiryu Daigo hay thường được gọi là King. Anh chính xác là hình tượng chiến binh lãnh đạo hoàn hảo, một típ người được chọn thường thấy. Cha của anh, Kiryu Dantetsu, còn được Thorin gọi là vua của trái đất, là người đã được chọn để nghe thấy giai điệu của địa cầu. Nhận thức được sứ mệnh của bản thân, ông bắt tay với Thorin cùng góp sức đẩy lùi quân đoàn Deboth đang dần thức tỉnh. Ngay từ nhỏ, ông đã hướng cho con trai mình đi theo con đường của những cường long, tin rằng Daigo sẽ trở thành một chiến binh chiến đấu để bảo vệ sự sống. Sau vài năm đi phượt một mình, Daigo gặp được Thorin, được sự công nhận của Gabutira và được chọn làm Kyoruret. Mạnh mẽ, tốt bụng, hành động theo bản năng một cách quyết đoán, đặc biệt là có niềm tin tuyệt đối vào đồng đội. Tuy gia nhập nhóm cuối cùng, nhưng King lại chính là người đã đưa bốn chiến binh kia lại gần nhau hơn bằng cách thấu hiểu, đồng cảm với trái tim chính nghĩa của họ. Dù không bầu chọn, không đề cử, nhưng trong vô thức, các thành viên của Kyoruger đều công nhận King là đội trưởng. Hoạt bát, lạc quan, dễ gần, dễ mến và vô số ưu điểm khác, anh không chỉ có được sự yêu quý, tin cậy từ những người đồng đội mà còn dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả. Đây chính là người đã giữ nhiệt cho cả series, luôn tạo được bầu không khí sôi động và tràn trề năng lượng. Phong cách chiến đấu của King là ra đòn dựa vào bản năng, mạnh mẽ, dứt khoát, đúng nghĩa là không thể cản phá. Tuyệt chiêu nham liệt quyền đấm tan mọi kẻ thù có mạnh đến đâu thì King chỉ cần đấm mạnh hơn là được.
nhân vật tiếp theo có thể coi như đội phó của chủ đề Sentai, đạn hoàng dũng giả Kyoru Black, Ian Jocklan. Anh là bộ não của cả nhóm, một típ tay chơi hào hoa lãng tử thường thấy. Anh từng là một nhà nghiên cứu về các nền văn minh cổ đại, có mối thù sâu đậm với quân đoàn Deimos, hay cụ thể hơn là ai chiến kỵ Aigaron, vì hắn đã gây ra cái chết cho người bạn thân, cũng là cộng sự của anh. Sau bi kịch đó, anh được Điện Long Parasagan lựa chọn, trở thành một cường long giả. Tuy nhiên, vì không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ, anh tránh giữ mối quan hệ gắn bó với mọi người, thường chọn cách hành động một mình. Đây cũng là lý do anh là người cuối cùng tiết lộ danh tính với cả đội. Lúc đầu, anh cực kỳ không ưa King vì sự bao đồng, liều lĩnh, ngây ngô và ngốc nghếch. Thế nhưng chính những nét tính cách đó đã cảm hóa anh. Vốn không gần gũi với ai, nhưng lại dễ dàng mở lòng chia sẻ với King dù vừa xích mích trước đó. Có thể nói, King đã đưa cuộc đời của Ian sang một trang mới, khi giờ anh không cần phải đơn độc nữa. Tuy vẻ ngoài lăng nhăng, vô trách nhiệm, nhưng nội tâm của Ian là một người giàu lòng nhân hậu, rất biết quan tâm đến người khác. Trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi khi không lạnh cho lắm. Điển hình là mỗi lần thấy kẻ thù truyền kiếp của mình, anh luôn trở nên mất bình tĩnh và test hàng nóng bóp tim. Dù vậy, những người đồng đội vẫn rất tin tưởng anh, thậm chí còn coi anh là thủ lĩnh thứ hai sau King. Nhờ có họ, Ian đã có thể bỏ lại quá khứ phía sau, tiếp tục tiến bước để bảo vệ những người mà anh yêu quý. Uyển chuyển, nhịp nhàng, bách pha bách trúng như cách anh bắn trúng tim các cô gái. Khả năng thiện xạ xuất chúng cộng với đầu óc nhanh nhẹn, nhạy bén khiến Kyoru Black trở thành một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Anh là người đầu tiên trong đội có hình thái nâng cấp là Kyoru Black Dino Scrander. Khi ở hình dạng này, khả năng chiến đấu của Ian tăng đáng kể, cận chiến xạ chiến vẹn toàn. Tiếp theo là Khải Dũng Giả, Kyoru Blue, Nobuharu Udo. Anh là người nhiều tuổi nhất Juden Sentai, thêm tính cách thích đùa mấy câu chơi chữ dở tệ nên bạn bè đã đặt cho anh cái tên thân mật là Nossan, chơi chữ giữa Osan và Nobuharu. Là người vui vẻ, thoải mái, luôn cố gắng mang đến niềm vui cho mọi người kể cả trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Anh chính là nguồn năng lượng tích cực cho cả đội và có lẽ là cả series. Nossan từng nghĩ rằng gia đình là điểm yếu của anh. Thân phận Kyoruzer chắc chắn sẽ đặt những người anh yêu quý vào nguy hiểm. Nhưng cuối cùng, sau khi chia sẻ với những người đồng đội, anh nhận ra rằng đó không phải điểm yếu, mà chính là động lực để anh tiếp tục chiến đấu, là thứ anh luôn dốc hết mình để bảo vệ. Được Điện Long Stegochi lựa chọn, đúng như cái tên Khải Dũng Giả, anh là một trụ cột, chỗ dựa tinh thần của cả đội. Anh có sở thích chơi chữ từ đồng âm, một kiểu chơi chữ mà chỉ có các ông già hoặc Fuwa Isamu mới cảm thấy buồn cười nổi. Dù có hơi ngốc nghếch, xin chúa, nhưng anh là người lương thiện, dễ đồng cảm, muốn đem đến nụ cười cho người khác, kể cả phe địch. Chính phẩm chất đó khiến anh luôn được những người đồng đội tin tưởng. Cứng cáp, vững chãi như một ngọn núi, phong cách chiến đấu của Kyoru Blue là đấu vật chuyên nghiệp. Anh sử dụng những đòn đấu vật thuần thục, quật ngã mọi đối thủ. Tuy vậy, anh lại không hề chậm chạp, luôn phản ứng rất nhanh, kịp thời đưa khiên chắn cho đồng đội trước những đòn tấn công cực mạnh của kẻ thù. Đúng nghĩa chiến đấu để bảo vệ. Kế đến là Trảm Kích Dũng Giả Kyoru Rin, Rippukan Soji. Cậu là truyền nhân của Vô Song Kiếm phái Rippukan. Cha mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, nhận ra cảm xúc thật và sự cô đơn của cha, cậu chọn ở lại với cha mình, luyện tập kiếm pháp. Có lẽ cũng vì điều này mà Soji thường che giấu cảm xúc thật của bản thân giống như cha cậu. Cực kỳ tự tin vào kiếm pháp của mình, Soji đã tự phát triển phong cách riêng, tưởng như phá vỡ khuôn mẫu kiếm pháp gia truyền. Điều này đã khiến hai cha con cậu nảy sinh mâu thuẫn. Sau này, cha cậu nhận ra rằng Soji không hề quên đi giá trị vốn có của Vô Song Kiếm, thậm chí với phong cách của bản thân, đưa linh hồn vào lưỡi kiếm, Soji đã đưa thứ kiếm pháp ấy lên một tầm cao mới, được cậu đặt tên là Trảm Kích Vô Song Kiếm. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, khi chiến đấu lại hung bạo như dã thú, Soji bù lại có nội tâm vô cùng phức tạp. Là thành viên trẻ tuổi nhất của nhóm, nhưng cậu lại khá trưởng thành. Cậu được xây dựng mối quan hệ tương tác rất tốt với các thành viên khác của Juden Sentai, nhất là với Ian. Dù mới đầu khá khó chịu với thái độ cợt nhả của Ian, cậu dần dần nhận ra anh ta luôn ra vẻ như vậy để che giấu nội tâm của mình. Soji tôn trọng kỹ năng chiến đấu và sức mạnh của Ian. Hai người như thiết lập mối quan hệ ganh đua, luôn cố gắng để trở nên mạnh hơn. Ian dành cho Soji biệt danh Green Boy, hay gọi tắt là Boy trong suốt series. Tuy nhiên đến trận chiến cuối cùng, anh đã gọi tên thật của Soji như một sự công nhận dành cho cậu. Cá nhân mình thấy Soji là một nhân vật rất có tiềm năng, nhưng số lượng các tập phim tập trung vào cậu hơi ít. Cậu có khá câu chuyện để khai thác như mối quan hệ gia đình, chuyện tình cảm với cô bạn cùng câu lạc bộ. Nhưng như mình đã nói ở trên thì phần nội dung phim nếu phân bố các tập chính và filler được hợp lý hơn thì sẽ còn tốt hơn nữa. Kỹ năng cận chiến thân sầu, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, dữ dội. Kiếm thuật với phong cách cầm ngược tay chính là đặc trưng nổi bật của Soji so với rất nhiều tiền bối Sentai cầm kiếm khác. Được Điện Long Zactor lựa chọn, Soji chiến đấu bằng Trảm Kích Vô Song Kiếm vô cùng điêu luyện, nhất kích tất sát, không ngừng học hỏi và phát triển. Sau này cậu còn được Torin truyền dạy kiếm pháp và tin tưởng giao phó cho thanh kiếm Feather Edge, lĩnh hội tuyệt kỹ Trinity's Treasure.
Tiếp theo là giác dũng giả Kyoryupin Ami Suzuki. Cô là tiểu thư trong một gia đình danh giá. Tuy nhiên, với tính cách thoải mái, hoạt bát, năng động, Ami không chịu giữ bản thân trong khuôn khổ cứng nhắc, luôn muốn tự do được làm chính mình. Đánh bại Điện Long Drikera lúc còn ở Mỹ, cô trở thành một cường long giả. Ngoài King, Ami cũng chính là chất keo gắn kết cả đội. Thân thiện, dễ gần, lại tinh ý, cô dễ dàng nhận ra được cảm xúc của những người đồng đội, từ đó đồng cảm, thấu hiểu cho họ. Cô có thói quen hô lên wow mỗi khi thấy điều gì đó sốc, và đây cũng là đặc điểm khá gây khó chịu đối với nhiều fan. Có lẽ vì không quá cách tuổi nhau nên Ami khá thân thiện và có tương tác tốt đối với Soji. Cô được xây dựng mối quan hệ tình cảm với Daigo. Tuy rằng xuyên suốt series giữa hai người có một số hints với nhau, nhưng đa số khán giả theo dõi đều cho rằng như vậy là chưa đủ để họ có thể thành một đôi. Thậm chí, cặp đôi này còn bị đánh giá là OTP từ trên trời rơi xuống khi mà tuổi nhân vật nữ khác có tình cảm với King lại nổi bật hơn nhiều. Dẻo dai, duyên dáng nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Sở trường của Ami là những cú đá tuyệt đẹp, ghi dấu ấn trong lòng người xem và in dấu dày lên mặt kẻ thù. Tiếp theo là Six Senshi của Juden Sentai, lôi minh dũng giả Kyorugon Utsusemimaru hay còn gọi là Uchi. Motif chiến binh quá khứ bất đắc dĩ vượt qua thời gian để chiến đấu ở thời hiện đại. Anh là một samurai thời chiến quốc, được Torin chiêu mộ trở thành cộng sự với Điện Long Theragodon. Trong cuộc chiến với quân đoàn Debos, do quá phẫn nộ trước cảnh những người đồng đội của mình lần lượt ngã xuống, Uchi đã bị nộ chiến kỵ Dogon, vốn là một bộ giáp bị nguyền rủa, đưa vào bẫy và kiểm soát. Hơn 400 năm sau, anh được Juden Sentai giải thoát, cùng kề vai sát cánh với họ để tiếp tục bảo vệ tinh cầu. Do hơi có vấn đề về giao tiếp, nên mới đầu Uchi cố tình tỏ ra trịnh thượng với mọi người. Điều này nhanh chóng được Ami để ý, cố giúp anh thích nghi với thời đại mới, kéo anh lại gần với cả đội hơn. Có một sự trùng hợp là King có ngoại hình y hệt với Moshinosuke Iwaizumi đại nhân, người mà Uchi từng phục vụ dưới trướng năm xưa. Chính vì điều này nên ban đầu anh rất ngại tiếp xúc với King, nhưng sau đó thấy được sức mạnh và con người của King, Uchi dần có cảm tình và dành cho King một sự tôn trọng, trung thành tuyệt đối. Uchi có thể nói là nhân vật mà mình thích nhất phim, rất khó để tìm ra điểm trừ của nhân vật này. Tốt bụng, thật thà, nhiệt tình, ham học hỏi, với đồng đội thì luôn sẵn sàng giúp đỡ, hiền hậu nhưng cũng rất nghiêm khắc. Với kẻ thù thì luôn chiến đấu bằng tất cả sức lực và niềm kiêu hãnh. Anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đồng đội và luôn là nỗi khiếp sợ của kẻ thù. Có thể xem anh như một đối trọng với Soji trong kiếm thuật, đại diện cho phong cách cầm kiếm truyền thống, trong khi Soji đại diện cho sự phá cách. Tuy khác nhau là thế, nhưng cả hai vẫn luôn giao lưu đấu kiếm và học hỏi lẫn nhau. Uchi là một chiến binh thực thụ được tôi rèn qua thực chiến, nên hiển nhiên trình độ của anh nhỉnh hơn hẳn với các thành viên còn lại. Anh thông thạo mọi kỹ năng chiến đấu, đặc biệt là kiếm thuật, nhanh như tia chớp, mạnh như sấm sét, tuyệt chiêu lôi điện tàn quang, chém tan mọi kẻ thù. Nhân vật cuối cùng của Juden Sentai mà chúng mình sẽ đi vào phân tích kỹ hơn là hiền thần Torin, mentor của đội, và sau này là thiểm quang dũng giả Kyoryu Silver. Cách đây hàng triệu năm về trước, ma kiếm thần quan Torin của quân đoàn Debos được cử đi để tiêu diệt trái đất. Tuy nhiên sau khi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và loài khủng long nơi đây, trái tim ông đã bị lay động. Bên trong Torin nảy sinh thứ cảm xúc mà ông chưa từng có trước đây, chính là tình yêu dành cho giai điệu của sự sống trên trái đất. Sau này dần phát triển thành lòng dũng cảm, brave. Với quyền năng của mình, Torin đã ban sức mạnh cho 24 chú khủng long thuộc các giống loài khác nhau, biến chúng thành các thú điện long Juden Ryu, đồng hành chiến đấu chống lại quân đoàn Debos để bảo vệ hành tinh này. Trận chiến vô cùng khốc liệt và nhiều sự hy sinh. Tuy nhiên đến cuối cùng, ông và những người đồng đội đã thành công đánh bại Debos, nhưng lại chưa thể hoàn toàn tiêu diệt hắn. Biết rằng một ngày nào đó Debos sẽ trở lại. Trong nhiều thiên niên kỷ tiếp theo, Torin, với danh nghĩa hiền thần, đã đi khắp nơi trên trái đất để tìm kiếm những con người ưu tú làm cộng sự của các Juden Ryu, cùng chiến đấu để bảo vệ địa cầu. Là một mentor mẫu mực, Torin luôn để ý quan tâm tới mọi thành viên của Juden Sentai. Ông là hậu phương vững chắc, luôn giúp đỡ, tháo gỡ những rắc rối của cả đội. Dù sức mạnh đã phần nào yếu đi, Torin luôn sẵn sàng xung trận khi cần thiết. Sau này, khi đã có thể brave in, cùng với cộng sự Brachygas, Torin chiến đấu dưới danh nghĩa một Kyoryuger, bỏ lại quá khứ phía sau. Bằng kiếm kỹ được rèn rũa qua hơn hàng triệu năm, sử dụng thanh kiếm Feather Edge, mỗi khi chiến đấu, ông đều thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Ông chính là bậc thầy kiếm thuật thứ 3 trong phim, cũng đóng vai trò là sư phụ của Soji. Giờ mình sẽ nhận xét ra phản diện của phim. Quân đoàn Debos cùng những quái vật ngoài hành tinh được sinh ra từ tế bào của tên thủ lĩnh ám hắc chủng Debos. Mục tiêu của Debos là thu thập tất cả kiến thức trong vũ trụ để trở thành một vị thần hủy diệt, phá hủy tất cả các hành tinh tồn tại, sự sống để ngăn chặn những kẻ có khả năng vượt qua hắn. Trong trận chiến với các thú điện long hàng triệu năm trước, trái tim của hắn bị tổn thương và cơ thể bị đóng băng. Tuy là phản diện chính của phim, nhưng mình lại thấy Debos có phần khá mờ nhạt. Sức mạnh và sự đáng sợ của hắn trong suốt mạch phim không được thể hiện tốt. Tuy nhiên, dàn thuộc hạ của Debos lại có đất diễn, có chiều sâu và để lại ấn tượng hơn rất nhiều.
Đầu tiên là bách diện thần quan Kaos, sứ giả thân cận nhất của Deimos. Hắn ôm trong mình mối hận thù to lớn với em trai là Thorin vì đã dám quay lưng phản bội. Là đầu não chính của quân đoàn Deimos, Kaos độc ác, xảo quyệt, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Không ít lần hắn đã đẩy các Kyoruger vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Kaos có một lòng trung thành tuyệt đối với Deimos, sẵn sàng làm tất cả để hoàn thành sứ mệnh dù có phải bỏ mạng. Phục vụ cho kế hoạch tuyệt chủng nhân loại, hắn tập hợp cho mình các chiến kỵ dưới trướng, mỗi chiến kỵ đại diện cho một cảm xúc của con người và thu thập những cảm xúc ấy để góp phần hồi sinh Deimos. Đầu tiên là nộ chiến kỵ Dogon, đại diện cho cảm xúc tức giận. Thực chất, hắn là một bộ giáp có chi giáp, luôn tìm kiếm cơ thể mạnh mẽ để kiểm soát nhằm gia tăng sức mạnh. Cơ thể tương thích nhất từ trước đến nay với Dogon chính là Ususemimaru, Kyorugon. Qua hàng trăm năm chiến đấu, hắn tiếp nhận sức mạnh và kỹ năng chiến đấu của Ususemimaru. Cũng vì lẽ đó mà cả hai coi nhau như đối thủ chuyển kiếp. Dogon là chiến tướng chủ lực của Deimos vì sự áp đảo của hắn mỗi khi ra trận. Hắn là kẻ cục cằn, nóng tính, coi thường đối phương. Tuy vậy, hắn luôn dành sự tôn trọng cho kẻ mạnh, có niềm kiêu hãnh của một kiếm sĩ. Điều này đã được chính kinh lịch của hắn là Ususemimaru công nhận vào trận so kiếm cuối cùng đầy cảm xúc của cả hai người. Kế đến là ai chiến kỵ Aigaron, đại diện cho cảm xúc buồn bã, hiện lên với vẻ ngoài u sầu, nhưng ẩn sau đó là một kẻ vô cùng nham hiểm và có sức chiến đấu đáng nể. Hắn chính là kẻ đã sát hại bạn thân của Ian, vô tình thúc đẩy anh trở thành một Kyoruger. Aigaron có niềm đam mê bất tận với những thứ lấp lánh và bạc đá quý, nhưng thứ quý giá nhất đối với hắn có lẽ là nụ cười rạng rỡ của hỉ chiến kỵ Kanderilla. Đáng buồn là mối tình đơn phương này được thể hiện tốt hơn cả mối tình của Ami và Daigo. Cái kết của Aigaron cũng là một cái kết khá đau buồn, đầy cảm xúc. Nó vừa khiến chúng ta có góc nhìn khác về kẻ phản diện, vừa thể hiện sự trưởng thành đáng kể của Ian. Tiếp theo là hỉ chiến kỵ Kanderilla, đại diện cho cảm xúc vui vẻ, được Kaos nhận xét là chiến kỵ nguy hiểm nhất trong dàn Deimos. Tuy nhiên, cô luôn hiện lên là một người hòa đồng, lạc quan, có phần hơi ngây ngô. Đại diện cho niềm vui, Kanderilla luôn là người khích lệ tinh thần, truyền năng lượng tích cực. Cô cùng thủ hạ thân cận của mình là lạc mật trinh Luck Hero luôn mang đến những tình huống dở khóc dở cười cho người xem. Cũng vì sứ mệnh vốn là mang đến hạnh phúc cho con người, nên cả hai sau cùng đều hướng thiện, phản bội lại quân đoàn Deimos. Kanderilla là người duy nhất có thể cười phá lên sau khi nghe những câu đùa chơi chữ của Nossan. Mặt khác, Nossan cũng nhận ra bản chất nhân hậu của cô và khích lệ cô thay đổi. Điều này dần hình thành mối quan hệ tình cảm giữa hai người, tiếp thêm động lực cho Kanderilla cải tà quy chính. Spoil thêm một chút, mặc dù trong series chính, chuyện tình cảm giữa cô và Nossan là một mối tình buồn dang dở vì khoảng cách giống loài. Nhưng 10 năm sau, ở trong King Ogre, vì muốn tạo thêm tình tiết để khích lệ Jeremy, nên nhà sản xuất đã biến họ thành một đôi. Kanderilla có một thuộc hạ thân cận là lạc mật trinh Luck Hero. Cô phụ trách việc biến những Demon Monster thành dạng khổng lồ. Luck Hero có vẻ ngoài khá đáng yêu, với tính cách trẻ con, có phần hơi ngốc nghếch, luôn mang đến những tình huống dở khóc dở cười cho người xem. Cô dành tình yêu cho văn hóa loài người, cụ thể là văn hóa otaku. Có thể nói, Weeaboo chính là thứ đã đem mọi người xích lại gần nhau. Phản diện cuối cùng mà mình sẽ phân tích kỹ hơn là oán chiến kỵ Endorf, đại diện cho cảm xúc oán giận, được tạo ra bằng nỗi thù hận to lớn mà Kaos tích tụ được. Tên này vượt trội hơn hẳn so với các chiến kỵ khác, tàn bạo, hung ác, mưu mô, nham hiểm. Hắn là một trong những mối đe dọa lớn nhất của các Kyoruger. Tên này tỏ ra nhún nhường với đồng loại nhưng lại cực kỳ coi thường Dogon. Xung đột giữa cả hai luôn được đẩy đến đỉnh điểm. Dogon ủ mưu chiếm đoạt cơ thể của Endorf, nhưng điều này cũng đã nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn cố tình để như vậy để sau này kiểm soát ngược lại Dogon. Tuy nhiên, việc Dogon bắt tay với Ususemimaru hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Endorf. Nhìn chung, dàn nhân vật của Kyoruger từ chính tới phụ, từ chính diện tới phản diện đều đã được xây dựng một cách khá trọn vẹn và để lại ấn tượng đậm nét. Phần âm nhạc là một điểm mạnh rất lớn của Kyoruger. Phim sở hữu những bản BGM cực kỳ sôi động và bắt tai. Các khúc mở đầu và Mola Kyoruger thể hiện qua giọng ca đầy nội lực của Shogo Kamada, rất hào hùng, mạnh mẽ, giàu năng lượng, bùng cháy lòng dũng cảm. Còn bài ending Mina Atsumare Kyoruger như một quyển sổ tay nốt lại những nét đặc trưng rất tiêu biểu của các thú điện long, mang không khí ngộ nghĩnh, vui nhộn, dễ thu hút đối tượng người xem là trẻ em. Các bài insert song cũng rất hay và ấn tượng, tương trợ tốt cho các cảnh phim. Cá nhân mình thích nhất hai bài hát là Dinosaur của Miko và Yorokobi no Uta do Kanderilla thể hiện. Tiếp đến, mình sẽ nhận xét về phần hành động và kỹ xảo. Đây là một điểm sáng không thể bàn cãi của Kyoruger. Chỉ đạo võ thuật xuất sắc, kết hợp cùng những góc máy đẹp mắt, hiệu ứng hình ảnh sinh động, tạo nên một bữa tiệc thị giác thịnh soạn cho người xem. Có thể nói đây là một series hiếm hoi mà khâu xử lý phông xanh và CGI được làm tương đối ổn. Phần model 3D có tương tác tốt với diễn viên. Ngoài ra, các cảnh chuyển giữa CGI và Sukatai được làm khá mượt, tạo cảm giác như những thú điện long khổng lồ rất chân thực.
Đặc biệt, các tập phim được đạo diễn bởi Koichi Sakamoto luôn giữ nét đặc trưng là những cảnh chiến đấu quy mô lớn và khâu hành động xuất sắc, kết hợp nhuần nhuyễn với những hiệu ứng cháy nổ vô cùng mãn nhãn. Giờ sẽ là một vài thông tin bên lề xoay quanh series này. Đây là series đầu tiên có đội hình chính thức gồm các chiến binh màu đỏ, xanh, hồng, xanh lục và đen. Đây là series Sentai đầu tiên có các chiến binh dựa trên mecha phụ trợ, một khái niệm được giới thiệu bởi Power Rangers Jungle Fury và dòng đồ chơi Bandai Mỹ. Các chiến binh này còn có tên gọi là Spirit Rangers. Với 11 thành viên tính cả Spirit Rangers, Kyuranger đã đánh bại kỷ lục số lượng Senshi của Dekaranger cho đến khi kỷ lục này bị phá vỡ một lần nữa bởi Kyuranger. Do sự phổ biến ở Hàn Quốc nên bản lồng tiếng Hàn được gọi là Power Rangers Dino Force. Dòng đồ chơi đã bán rất chạy đến nỗi series có cả một phần tiếp theo là Power Rangers Dino Force Brave. Nhiều người thân và bạn bè của các Kyuranger được thủ vai bởi những cựu Senshi. Cha của Shoji, Rippukan Genryu, do Haruta Junichi, Gogo Black và Dina Black thủ vai. Mẹ của Shoji, Tamba Reiko, do Hagiwara Sayoko, Dina Pink thủ vai. Bạn thân của Ian, Shiro Mifune, do Ebisawa Kenji, Go On Black thủ vai. Trùng hợp, anh này cũng thiện xạ và đen. Yuko Fukui, em gái của Nosan, do Kinoshita Ayumi, Deka Yellow thủ vai. Và cuối cùng là Tetsai, Kyoru Gray, cùng hậu duệ của ông, Tsukochi Shinya, đều do Dai Masayuki, Boken Silver thủ vai. Trên đây là tất cả những đánh giá của chúng mình về series Shonen Sentai Kyoruger. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào? Hãy để lại bình luận để chúng mình được biết nhé. Đừng quên like, share video, subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video hơn. Nếu như yêu thích những sản phẩm của nhóm, bạn có thể nhấn vào nút cảm ơn, một chức năng mới của YouTube giúp khán giả tri ân các content creator, hoặc tham gia gói hội viên của chúng mình với 4 mức giá 30.000, 50.000, 100.000 và 500.000 để nhận những quyền lợi cũng như những video độc quyền, ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho hội viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho nhóm thông qua số tài khoản cá nhân luôn được mình đính kèm ở phần mô tả để yêu cầu chúng mình sản xuất nội dung mà bạn mong muốn, cũng như để ủng hộ công sức làm việc của cả nhóm. Cảm ơn các bạn đã xem. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。